À, thưa quý vị, sau cơn đại dịch khủng khiếp vừa rồi đó thì cái vấn đề du lịch phải nói là bùng nổ trở lại. Mà theo tin tức từ Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cho biết rất là cái chuyện mà họ nhận được những cái đơn mà xin cấp passport phải nói là tăng lên rất là nhiều. Và cái thời gian làm passport bây giờ có thể lên đến 11, 12 tuần. Kể cả những người muốn làm visa khẩn cũng rất là khó để mà lấy hạn có thể xin passport. Chính vì lẽ đó mà quý vị nào muốn đi du lịch vào mùa hè này thì xin nhanh chóng để mà làm passport. Và có nhiều cái cơ quan du lịch cũng như nhiều đại lý du lịch cũng có thể trợ giúp cho quý vị những cái tin tức về vấn đề xin visa, passport, những cái tour du lịch, vé máy bay vân vân. Và hôm nay thì chúng tôi có mặt tại Cali Travel tại thành phố Garden Grove gặp cô Thùy Trân để giúp quý vị tìm hiểu thêm chi tiết về vấn đề đi du lịch. Dạ thưa vâng, Thùy Trân xin chào anh Phạm Khanh cũng như là tất cả các quý khán giả đang theo dõi chương trình phóng sự địa phương cùng với Phạm Khanh. Thưa anh Phạm Khanh, đúng rồi, là sau một cái biến cố dịch Covid 19 thì quý vị cũng biết rằng hầu như là chúng ta không thể đi du lịch, không thể đi bất cứ nơi đâu, chỉ loanh quanh ở cái địa phương của mình mà thôi. Thì thưa quý vị, và cho tới ngày hôm nay thì thưa quý vị, hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đã bắt đầu mở cửa trở lại. Và một cái tin rất là vui là Tổng cục Du lịch của Hoa Kỳ đã có một cái thông tin là du lịch sẽ booming vào năm 2023. Và một cái điểm mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay đó là du lịch trở lại, thưa quý vị, nhưng mà cái cách du lịch sẽ là một cái trào lưu mới, đó là du lịch với private tour, là du lịch chỉ riêng với gia đình của mình thôi. Và thưa quý vị, Thùy Trân từ Cali Travel vừa nhắc cho chúng ta một cái trào lưu du lịch mới, đó là gọi là private tour. Có nghĩa làm sao ha, Thùy Trân ha? Dạ thưa anh Phạm Khanh cũng như là thưa quý vị cũng biết rằng vào trở ngược lại vào khoảng 20 năm trước thì trào lưu du lịch cũng bắt đầu phát triển. Thì cái dạng mô hình tour du lịch thời điểm bây giờ là group tour, có nghĩa là các công ty du lịch sẽ fix một cái ngày khởi hành tour và tất cả mọi người trong chúng ta ai muốn đi du lịch thì phải đi vào cái ngày đó và đi chung với tất cả mọi người, những người mình không quen biết, những người đến từ khắp nơi trên toàn thế giới, thì đó là cái mô hình group tour. Cái thời gian mà chúng ta đi du lịch với gia đình hay là với những bạn thân của mình là những cái thời khắc rất là giá trị. Chúng ta phải thu xếp thời gian và chúng ta phải có những cái khoản tiết kiệm của mình cho cái chuyến du lịch của mình. Thì quý vị muốn rằng cái khoảng thời gian đó, cái đầu tư du lịch của quý vị đó nó phải xứng đáng. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay phải nói là cái mô hình này cũng được phổ biến khoảng cách đây khoảng vài năm, 3 4 năm trước rồi. Một số như quý vị vẫn chưa chưa biết rằng chúng ta có thể đi du lịch chỉ riêng với gia đình của mình mà thôi. Dạ vâng, hoặc là quý vị đi riêng với những group bạn bè của mình và quý vị là người có thể quyết định được ngày khởi hành của quý vị, bởi vì đây là private tour. Quý vị có thể chọn đi khởi hành ngày 1, ngày 5, ngày 10, ngày 15, ngày 20 là toàn theo ý của quý vị, cũng như là quý vị cũng là người quyết định cái budget. Thí dụ như quý vị ngân khoản của mình không được rộng rãi cho lắm thì quý vị có thể chọn tiêu chuẩn 3 sao, hoặc nếu mà chúng ta có điều kiện chúng ta vẫn có thể chọn 5 sao, 5 sao tiêu chuẩn local hoặc 5 sao tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả những cái đó quý vị là người lựa chọn cho mình, hoặc là quý vị có thể chọn những cái điểm tham quan trong chương trình. Có một số những cái chương trình thưa anh Khanh là quý vị muốn đi chỗ này nhưng mà không muốn đi chỗ kia. Với những cái chương trình group tour thưa quý vị bắt buộc phải đi theo cái chương trình của công ty du lịch. Nhưng với private tour quý vị là người lựa chọn ngày khởi hành, cái ngân khoản của cái chuyến du lịch của quý vị, tất cả những cái điểm tham quan cũng như là những cái khách sạn mà quý vị ở, cũng như là cả những nhà hàng mà quý vị đến và cái thời gian mà quý vị tham gia cái điểm đó. Bởi vì thưa anh Khanh, có những cái điểm chúng ta thích hơn những cái điểm khác và quý vị muốn ở đó lâu hơn một tí xíu, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, hoặc là có những ngày chúng ta đi mệt quá ngày hôm trước và ngày hôm sau quý vị muốn ngủ trễ thêm một tí xíu. Tất cả những cái đó với cái chương trình private tour của chúng tôi Cali Travel thưa quý vị là quý vị đều có thể được đáp ứng theo cái ý của quý vị. Hay quá thưa quý vị. Và thưa quý vị, vừa rồi đó thì chúng tôi đã thực hiện một cái chương trình gọi là tour du lịch miền Trung, cũng dưới một cái hình thức gọi là private tour như là ngày hôm nay mà Thùy Trân vừa mới nhắc đó. Tức là Phạm Khanh là người đề nghị Thùy Trân cũng như là công ty du lịch đi những điểm như thế này. Ban đầu thì cái lịch họ đưa ra không có đúng theo cái ý mình muốn. Sau đó thì Phạm Khanh đi nhiều hơn, cực hơn, nhưng mà phải nói rất xứng đáng. Như vậy là từ đây chúng ta có thể đi theo nhóm bạn bè nè, rồi thì rồi người thân trong gia đình, phải không ha? Rồi mình quyết định những cái địa điểm lựa chọn
hay quá, giống như là quý vị đi du lịch, như là Phạm Khanh đi du lịch vậy. Dạ vâng. Tuyệt vời. Dạ vâng. À, phần đông tất cả các chương trình của công ty Cali Travel lên chương trình sẵn cho quý vị đều là những cái điểm đã được sàng lọc thưa quý vị. À, chính cá nhân Thùy Chân đã đi đến tận nơi đó, đã khảo sát cũng như là lựa chọn cho quý vị. À, và đó là những cái điểm mà gọi là mang tiếng là nổi tiếng, bậc nhất trên thế giới để mà đưa vào tất cả những cái chương trình tour. Tuy nhiên là có những điểm quý vị đã đi rồi thưa anh Phạm Khanh, hoặc là có những điểm quý vị thấy còn thiếu sót trong chương trình, quý vị muốn đưa nó vô, thì thưa quý vị, tất cả những cái yêu cầu đó quý vị đều được thực hiện khi mà chúng ta tham gia những cái chương trình private tour với Cali Travel. Và private tour với Cali Travel thưa quý vị, chúng tôi chuyên về bên châu Á cũng như là bên châu Âu thưa anh Phạm Khanh cũng như là thưa quý vị. Và quý vị có thể lên trang nhà của Cali Travel, đó là calitravel.com. Quý vị sẽ có những cái option là private tour hay là group tour, và quý vị sẽ được trình bày rất là rõ ràng từng cái điểm tham quan. Một số những quý vị có vẻ lo là chắc private tour mình chỉ đi có 2 người hay 4 người hay 6 người thì cái giá tour sẽ lên rất là cao phải không ạ? Thưa quý vị, giá rất reasonable. Đó là khi mà quý vị đi đông một cái group của mình á, mà đi 8 người, 10 người thưa quý vị, giá còn rẻ hơn là giá group tour nữa. Tuyệt vời. Dạ, thưa vâng. Và một cái điểm mà tôi muốn chia sẻ với quý vị rất quan trọng đối với tất cả những cái chương trình tour của Cali Travel, đó là chúng tôi bao gồm tất cả các bữa ăn trong chương trình. Đây là một cái điểm mà Thùy Chân rất là tự hào là chúng tôi làm được điều đó cho quý vị, bởi vì phần đông tất cả những chương trình tour online hay là bất cứ một công ty du lịch nào, quý vị cứ tìm hiểu, thì Chân mong rằng quý vị tìm hiểu thật kỹ để quý vị thấy được sự khác biệt giữa tất cả các chương trình tour của công ty Cali Travel với những công ty khác, đó là chúng tôi bao gồm tất cả các bữa ăn trong chương trình luôn, cho bất cứ một cái chương trình private tour hay là group tour nào của công ty Cali Travel. Và thưa quý vị, tất nhiên là Cali Travel cũng rất là chuyên nghiệp và có sự hiểu biết trong vấn đề chọn lựa những cái hãng máy bay, vấn đề visa, những vấn đề liên quan rất là cần thiết đối với những quý vị đi du lịch. Thì trong phần cuối của talk show ngày hôm nay, Thùy Chân có thể lưu ý những cái vấn đề về mua vé máy bay cũng như là những cái vấn đề đặc biệt, những cái service đặc biệt có tại Cali Travel trong vấn đề vé máy bay và visa. Dạ, thưa vâng, thì chân cảm ơn anh Phạm Khanh. Và thưa quý vị, chúng tôi tự hào là Cali Travel đã phục vụ cho cộng đồng người Việt của mình cho tới ngày hôm nay. Chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm 22 năm thành lập Cali Travel thưa quý vị. Và trong suốt quá trình 22 năm đó thì thưa quý vị, tất cả các nhân viên ngay tại công ty Cali Travel mỗi ngày thưa quý vị, hầu như là mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi phút chúng tôi đều làm những cái research để mà tìm những cái giá vé tốt nhất cho khách hàng. Dạ, thưa vâng, không chỉ là giá vé máy bay mà chúng tôi Cali Travel còn là thành viên của Hiệp hội Du thuyền Quốc tế. Nếu mà quý vị một group gia đình của mình có một cái event hay một cái sự kiện gì, sinh nhật hay là anniversary hay là chỉ là một cái reunion của những nhóm bạn mình với nhau, hay bất cứ một cái sự kiện nào, thưa quý vị, chúng tôi có thể sắp xếp một cái sự kiện đó trên cruise cho quý vị, chỉ riêng group của quý vị mà thôi. Dạ, thưa vâng, cũng với cái thời gian 22 năm đó thì chúng tôi đã hầu như là ngày nào, thưa quý vị, ngày nào Cali Travel cũng xin visa cho khách hàng, cho nên đây là một cái điểm mà chúng tôi rất là tự tin có thể đem đến những cái dịch vụ tốt nhất về dịch vụ visa cho quý khách. Cũng như là ngoài xin visa về Việt Nam thì công ty Cali Travel còn có những cái dịch vụ bảo hiểm du lịch. Dạ, thưa vâng, đây là một cái điểm mà Thùy Chân có nhớ là khi mà sau khi dịch COVID-19 xảy ra đó thưa anh Phạm Khanh cũng như là thưa quý vị, thì một số những quý vị không mua bảo hiểm du lịch, cho nên khi mà quý vị không mua thì khi mà tất cả những cái rủi ro xảy ra mà chúng ta đi không được đó thưa quý vị, thì một số quý vị là không có được hoàn tiền. Nhưng mà rất may mắn cho đối với cái dịch COVID-19, tại vì đây là một cái bùng dịch rất là lớn trên toàn thế giới, cho nên hầu như tất cả các hãng airlines cũng như là tất cả các công ty tour họ có những cái chương trình để mà hỗ trợ là giữ credit hoặc là waive cái penalty tùy theo hãng máy bay, tùy theo công ty tour. Nhưng mà thưa quý vị, ngoài những cái điểm mà hủy tour như vậy, còn một cái điểm mà rất là quan trọng mà tôi chân muốn chia sẻ đến quý vị, đó là cái sức khỏe của chúng ta trong quá trình đi tour. Nếu mà quý vị có mua bảo hiểm du lịch thì thưa quý vị, cái sự bồi thường của các công ty bảo hiểm du lịch lên tới 500.000 đô. Gọi Cali Travel và quý vị có bất cứ một thắc mắc nào, một nhu cầu nào về du lịch, về tất cả những cái tour, vé máy bay cũng như cruise, bảo hiểm và dịch vụ visa, thì mời quý vị có thể lên trang nhà của công ty Cali Travel, đó là rất đơn giản thưa quý vị, calitravel.com, hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua cái số điện thoại miễn phí, đó là 1877 977 3399 thưa anh Phạm Khanh.